Ông bà hỏi con em ở bên đó ở đâu, em nói em ở bị người ta gạt bán qua Campuchia rồi sau đó trốn được khỏi chỗ đó về tới cậu Sài Gòn ở Sài Gòn ở bên Cam ở rồi bị mấy thằng du côn bên đó làm tội rồi được mấy anh cứu về đây. Rồi tối ngày em không có giao tiếp với ai hết trơn, rồi để em trong nhà hoài, mấy anh sợ em sau này sẽ bị bệnh trầm cảm đi, thì lâu ngày thì sẽ phát khùng. Đúng rồi, cũng để cho ra nhiều rồi. Thay mặt cho ông cụ, thay mặt cho cô Huệ Việt Kiều Mỹ. Dạ, con xin thay mặt cho cô Huệ Việt Kiều Mỹ dạ. Đó, gửi cho ông bà là Việt Kiều Mỹ hả chị? Việt Kiều Mỹ. Bỉ. Bỉ. Dạ. Gửi cho 2 triệu. Dạ. Dạ, 2 triệu. Cảm ơn chú. Cảm ơn bên cộng đồng cũng giúp cho vợ chồng tôi, cảm ơn. Cô muốn khóc luôn hả kìa. Dạ buổi hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Tiếp tục hành trình trên chợ nổi Long Xuyên. Buổi hồ cùng với lại chị Duyên, với lại dì Hòa và dì Liễu sẽ đi thăm một số hộ là cô bác quý anh chị là Việt Kiều Campuchia hồi hương. Thì cũng tình cờ hỏi là chị Duyên ơi, có muốn đi thăm số Việt Kiều về đây sinh sống không? Thì chị nói là muốn. Tại sao chị lại thích đi thăm số Việt Kiều sinh sống rồi chị Duyên? Mình cũng không cần ở bên Campuchia, còn cũng là người Việt Nam với nhau, để người ta về đây người ta không có cảm xúc. Con cứ nói ra thì là con không có may mắn giống con có nhà trên đất cách ly ở, mà người ta phải sống trên những sông, những đứa nhỏ mới đẻ ra nó có đứa nào may mắn thì nó mới được lớn lên và được vô tới trường học, còn nếu mà đứa không có may mắn thì nó té xuống nước chết. Rồi chị có biết cái cảm giác, có nghĩa là có những bé nó không may mắn không đi học, rồi thậm chí là nó té xuống sông nó mất mạng luôn. Vì Hòa có thường đi xuống cái số Việt Kiều này không nhiều hả? Ít lắm. Vì biết cái số Việt Kiều này không? Biết nhưng mà ít có xuống lắm, tại vì mình ở trên đời không rồi lâu lâu mới như có dịp với em rồi mới đi xuống, chứ khi nào mà xuống đây lắm. Dạ. Nhưng người ta cũng ít có ai mà quan tâm đến mấy cái nhà ở bè được nhiều hơn. Chỉ có nhiều khi mà có chính quyền địa phương rồi đó, người ta có cho quà cho đồ đó, người ta mới xuống đây thôi. À dì ơi, quẹo vô cho con vô số Việt Kiều á. Quẹo vô số Việt Kiều giùm con, vô sâu giùm con. Thì dì có biết được cái cuộc sống của cô bác anh chị số Việt Kiều này như thế nào không dì ơi? Không, ít lắm, tại vì mình không có quan tâm, mình nói cái thật lòng. Để mình có quan tâm thì mình mới biết, còn này mình ít có quan tâm đến mấy cái người ở dưới này. Mình cũng không có biết nhiều lắm, nên mình không có dám nói gì. Dạ. Cái gì biết thì nói, không biết thì thôi, không có dám nói, không có nói. Dạ. Chị Duyên là thấy là người ta không được may mắn như mình hả chị Duyên ha? Là người ta về đây, người ta phải sống ở trên những cái chiếc bè, chiếc ghe tạm bợ như thế này. Chia sẻ với cô bác quý anh chị về số Việt Kiều một tí xíu ha. Đa số cô bác quý anh chị ở đây là số Việt Kiều Campuchia hồi hương. Thì cái cuộc sống của cô bác quý anh chị ở đây là gắn liền với cái con sông Hậu này. Ngày xưa khi mà ở vùng thượng nguồn, ở cái vùng những cái tỉnh như Siem Reap, rồi một số tỉnh là lân cận của cái vùng biển Hồ á, thì cô bác quý anh chị sống với lại có một cái nghề gọi là đánh bắt cá. Ngày xưa thì cá rất là nhiều, nhưng mà vì cái cuộc sống bây giờ mưu sinh nó khó khăn hơn, nên cô bác quý anh chị phải xuôi dòng sông Mekong trở về lại Việt Nam. Và cái việc mà sinh sống trên một cái con sông như thế cũng là một cái thói quen của cô bác quý anh chị là Việt Kiều Campuchia hồi hương. Vì sống quanh năm cuộc đời gần như là gắn liền với con sông, nên thành thử là cô chú anh chị ở đây, các ông bà ở đây vẫn chọn cái cuộc sống ở trên sông này để mà mưu sinh với cái nghề đánh bắt hoặc là nhặt ve chai. Thì để hiểu thêm thì mời cô bác quý anh chị cùng theo dì Hòa với lại chị Duyên và dì Liễu sẽ đi thăm một hai hộ trước để cho cô bác quý anh chị xem cái tình hình của cô bác quý anh chị Việt Kiều sống ở đây như thế nào ha.
Ở đây thì tổng cộng là hơn 20 hộ là cô chú với anh chị là Việt Kiều Campuchia, và đa số là các hộ ở đây thì các bè ở đây được cắt, một số hộ mà có tiền thì cắt những cái chiếc ghe như vậy, còn hộ không có tiền á thì làm bằng những cái thùng mót cái gì. Và thậm chí có một cái hình ảnh mà gây xúc động cộng đồng mạng, đó là một cái đứa bé ở trên cái miếng mót bơi vù qua một cái đám lục bình để mà đi học. Dạ. Đó, như cái nhà này là dấp là trống hết trơn nè, chị Duyên thấy không? Nó có hai đứa bé đó. Con. Dạ. Ba đứa con luôn. Chị thấy không? Một chiếc xích xuồng ở dưới nè, không có lành lặn cái gì qua. Đúng rồi. Không, gì thấy là người ta đang cái bọc mũ rồi á. Anh Nguyễn, anh có đã chia sao muốn lại đây hả? Chị muốn lại đây. Cho tiền mấy bé mua sữa uống. Ờ, quẹo qua đó đi. Vô cái đi, chắc mình ra. Rồi sao chị muốn ướt nước mắt hả? Thấy hồi xưa á cũng không có cũng cái giờ cái cảnh này thì nó nhớ lại cái cảnh ngày xưa là cha mẹ ra đây nó cũng như vậy. Dạ. Bây giờ thấy lại nó cũng tủi lòng. Hồi xưa cũng không được cha mẹ mà thương yêu như đứa trẻ khác có cha có mẹ. Dạ. Hồi xưa cô ở gần nhà nó cô biết mà, từ khi mà mẹ nó có chồng mà cho đến đẻ nó ra cho đến nó đi rồi đến bây giờ luôn mà. Dạ. Cô gành gia đình này thì dữ lắm. À dì ơi, cô ơi, quay lại cái đằng đó giùm con. Đây nè cô bác của anh chị, đây là một cái chiếc bè mà ở dưới bàn đồ những cái thùng mót đựng nước đá gì cô. À dì qua. Ôi, sợ sống bấp bênh, mà cái con sông này, nguồn nước này là nơi sinh hoạt, tắm, rửa, vệ sinh và cả thậm chí là nấu ăn uống luôn. Có con chó nó ở dưới nữa kìa. Một cái hộ như đó, một cái bè như thế là đôi khi là gần cả chục người luôn á nhiều à. Mấy bè này thì cũng gần lắm. Dạ. Hồi xưa là ở trên kia nè, hồi xưa là nó nằm ở trên kia, nó bây giờ về đây đâu. Sau này cũng có về nhà nước cũng có cấp cho một người một cái nền, rồi đi nhiều lắm, người ta cũng có xuống đây, người ta có xuống, người ta cũng cấp cho nền. Có cái số hộ dân á, người ta cũng cấp nền cho đi nhiều lắm rồi đó. Dạ. Bây giờ những cái hộ này chắc cũng mới về đây nên người ta mới có chưa có cấp nền cho đó, chứ nhà nước người ta vẫn cấp nền cho những cái hộ nghèo dưới kè. Dạ, ở đây người ta vẫn hỗ trợ tốt. Mẹ ông thấp quá, nước sống đánh ông ngoại sống đánh rồi giờ nước chăn lên con có bị nước. Ý ta hỏi bè thấp vậy rồi nước sống đánh cái nước ao cục. Ao cục sống đánh không có dăn lên. Không. Bây giờ vô hộ ông cụ đó trước ha. Ờ, hình như chỗ đó buôn bán luôn kìa anh, chỗ ông cụ đó buôn bán tàu hóa luôn kìa. Cái này muốn gì cái nó bơi kìa. Chào mấy anh. Chào anh. Chào chú. Cái hộ nào ở đâu? À, bây giờ mình lại hộ ông cụ đó đi gì à? Quẹo lại đi chạy, quẹo lại cái chợ có hộ. Ồ, ở đây nữa nè, nhìn thấy một bà cụ nè. Hay vô đây đi hay gì qua. Thấy bà cụ. Bà cụ. Quay cái clip của ông già mình ngồi bán dạ, bánh dạ, đúng không? Dạ. À đúng rồi. Chị Duyên muốn vô ông cụ. Thích ông cụ, vô ông cụ bán bánh đi. Vậy ơi, vô chỗ ông cụ bán bánh đi ha. Ông cụ bán bánh ngồi kế bên đây nè. Dạ dạ. Đảo lại đi. Và chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ có thời gian thì sẽ quay hết những cái hộ gia đình. Đúng rồi. Khi nào mà Bùi Hồ đến đây á mà đi quay những cái hộ này á là dì Hòa ưu tiên nha, dì Hòa đăng ký, dì Hòa đi. Dạ. Dì Hòa cấp đó là dì Hòa xin mạnh thường quân á, là dì Hòa sẽ mua đếm ở đây là bao nhiêu phần quà hộ. Dạ. Bao nhiêu á nhà hộ đó là dì Hòa sẽ mua xin tiền mạnh thường quân và mua đồ và gạo. Dạ. Nước mắm đồ bột ngọt dì Hòa sẽ gửi cho những cái hộ ở dưới bè. Dạ.
chắc có lẽ là trong nay mai thì con sẽ quay trở lại tất cả các hộ ở đây. Thì cô bác quý anh chị nhớ đợi xem buổi hộ sẽ thăm lại số Việt Kiều, gọi là Việt Kiều nhưng mà nghèo lắm. Ra nước rồi có dịp người hồ ghé lại thì Hòa cũng sẽ đi. Hòa, chị Hòa có thời gian rảnh đi con không? Đây rảnh là đi, nếu mà nói nó rảnh là đi, rảnh là đi. Dạ. Chứ đâu có. Mấy giờ cháu mình chừng đó đi đường trên kia xuống. Đi đường trên đó xuống cái gần thôi đi. Dạ, đi đường này thì cho chị đi tham quan để cho chị đi biết. Đi tham quan thôi. À, chị thấy ông bà đây khổ hay chị ha? Cho em không biết đường nào mình đi qua ông cụ đó ha anh ha. Dạ. 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 Các đứa bé nhỏ nhỏ như thế cô bác quý anh chị không trông giữ cẩn thận rất nguy hiểm đến tính mạng luôn, rất nguy hiểm. Mình các bé ở đây lội giỏi lắm nha. Dạ ông cụ. Ghé thăm ông cụ ơi. Có một cái gì nữ lái rất là hay luôn á. Bây giờ em cho chị hỏi thăm ông cụ ha. Dắt đi lên hỏi thăm ông cụ sao mau lắm. Dì Hòa với lại dì chị Duyên hỏi thăm đi. Tốt lắm lắm. Xem em. Bây giờ chị Duyên cứ hỏi thăm với dì Hòa hỏi thăm đi. Thôi đó đi. Khoan, để dì dùm nghe lại đi. Rồi. Chào ông. Con chào ông cụ. Dạ. Rồi, buôn bán khỏe không ông cụ? Ngày sống khỏe không? Đi với phụ rồi bán đỡ không ông cụ? Dạ, cũng bán con cháu. Qua bên đó ngồi, qua bên ghe có ông cụ luôn đi dì Hòa. Cho bước qua đây Duyên. Dạ, dạ. Rồi bớt qua nhà ông cụ luôn. Dạ. Ngày em sống khỏe. Ừ, cũng khổ cô ơi, khổ bán. Bỏ dép ra. Bán gì hàng ngày? Dạ. Bán được không ông? Cũng được, chút đỉnh luôn cô ơi. Bán đây con bán cháu vòng vòng. Đây cái này, cái nhỏ này. Được, đó, này, đây, là bà, bên, đây là bên mà... Con YouTube. YouTube. Hôm nay đi ngang, cậu chở em Duyên là... cũng bị bán sang bu chia là 21 năm trời được bùi hồ cứu về đây. Dạ, cứu về đây nên bây giờ bữa nay là chở em chị cứ hỏi thoải mái đi. Chị qua ngồi gặp ông cụ đi. Cái gì nói chuyện tiếng Miên đi. Nói tiếng Miên đi. Thích nói tiếng Miên. Thích nói tiếng Miên hả? Ờ nói đi. Con biết lắm nhưng mà bị người ta gạt bán qua Campuchia. Rồi bây giờ con nói tiếng Miên đi. Mau biển cá. Mau. Chích độc ngay. Khi tay vô mau mình đi ai. Bọn nghe hay nghe con mình chết chui. Bọn mình chân mình ngọt. Cái lũ cho hàng hay hộp chân bị hàng ban thôi. Tư hứa chai hay đến nơi khóng spin. Nơi xa spam phơ. Ủa nơi spam phơ vậy? Hay thử bùa chân căng đi xa spam phơ thơ bạp đi. Quay. Lưu con dạy tha. Thật là Việt Nam đi sọc mai mau. Nơi cứu nơi chân. Nhưng cho mau xuôi sọc tục. Sao Việt Nam nơi trong mau xuôi sắp trúng còn nơi tụm mau đọc ngay nhưng nơi thật không tre nhưng mà đại chân khéo có nơi ở cho nhóm ta lên nơi đang ngồi sco cái bà ở nhóm vậy sợ ban vậy một cái ở sco nên nó có mọi nhóm nơi không tre khác nhóm du du tôi nhóm nơi sco tôi kết sợ tôi du du nhóm sco quay nên hay quay nhóm nơi thử cái bắt thơ ba sợ nữa hay hoạt nhóm nơi du du ở vậy mười nga tôi du du tôi nhóm sco nhưng đang đi bàn cây đập o nè vậy mũi tiền na từng óc về đi nhưng hai bàn cây nó nhìn ra con nên nó hay ơi ra chân sẹo có thời gian tư trong ban dương từng nhà dương viên gì quay hay là mua dương kịch chọn tết biểu quân khu á biểu quân hay tao chỉ cốt của miền này mình cái khăn chẳng mình cây nôm đa ban cây tẹt tôn cây nôm dương chẳng dương ao dương ban sắp bao nhiêu chén sủi lấy, tại dương nơi chỉ nôm nóng cha nó ngon bò bạ thế, khu có ba viên tật cực chớn cái ai nưng, cái ai nưng sport men nữa nè, cái gì chữ à? Trời, cũng ở đây bữa nay bùa hồ đi ngang thấy dạ. Ông vậy hoàn dạ. Cảnh rồi cũng ghé thăm ông rồi, dạ, dạ. Với viên á, thấy nó
kêu phải quẹo vô đây là thăm cái ông cụ ngồi ở nhà. Chị Duyên mới vừa nói cái trao đổi cái câu chuyện gì với lại ông cụ bà cụ, có thể nói cho mọi người cũng được biết không? Tại vì tụi em với lại đôi khi thì rất cô nhiều cô bác anh chị không biết tiếng Cam, nhưng mà chị về đây chị được nói tiếng Cam, tại vì đây là những ông bà cụ từng sống ở Campuchia để cho chị dần quen với cuộc sống nữa anh Nguyễn. Ba giờ tìm con mới về Việt Nam, con chưa mấy giờ nói tiếng Việt. Ừ, không hiểu. Thì ba cũng đi ra như tôi đó, xuống thì Việt Nam năm chầu 75 đâu có nói tiếng Việt Nam được. Ý anh hỏi nãy giờ mình nói chuyện không gì, nói chuyện gì với nhau mà chảnh dịch cho tiếng Việt chảnh. Nhưng bây giờ tôi nói nãy giờ nói cái gì là nói rồi đó. Ông bà cụ sao chị nói cho em nghe. Em hỏi ông bà cụ ở đây là cũng là người Việt ở bên Campuchia về hả? Thì ông bà cụ trả lời rồi ông bà hỏi con em ở bên đó ở đâu, em nói em ở bị người ta gạt bán qua Campuchia rồi sau đó trốn được khỏi chỗ đó thì về tới cậu Sài Gòn ở Sman Tây ở bên Cam ở, rồi bị mấy thằng du côn bên đó làm tội rồi được mấy anh cứu về đây. Rồi tối ngày em không có giao tiếp với ai hết trơn á, rồi để em trong nhà hoài, mấy anh sợ em sau này sẽ bị bệnh trầm cảm đi thì lâu ngày thì sẽ phát khùng. Rồi mấy anh dắt em đi đây đó cho giao tiếp người ta cho em quen tập sống. Nói bao ngày đi tiếng Miên ở trơn á, đi Campuchia về. Hồi chị muốn thích nói tiếng Miên hay tiếng Việt gì thì chị nói, rồi sau đó chị dịch lại cho em với lại dì Hòa đâu nghe. Con chỉ thích nói tiếng Miên thì cứ nói. Cho quen dần dì Hòa. Đúng rồi. Tại vì biết sao không? Bữa hổm tôi có ai nè. Và nói tiếng Miên, trời thấy chị nói lưu lót lắm. Bởi vì nghe thích là tôi nghe nói là làm như là cũng còn nhớ. Rồi bây giờ con cứ nói gì nói đi. Tôi đây là chữ Campuchia tới lớp 9 nữa mà. Rồi con cứ cô nói giờ khổ, giờ bị bắt đồ này kia, khổ xuống đây thì bây giờ chị hỏi cái cuộc sống của ông cụ bà cụ đi. Sống của ông bà cụ đây bằng tiếng Miên đi. Rồi nơi họ ngay khoảng 3 thiên sọc mai. Khoảng 3 đây, tại dương miền đơm, nâng ai chẳng dương tư dụng đô ấy với bàn phù. Tại vì dương tư có thỏa ngay, chúng ta có từ thấy trái. Mở mà ngay bàn buôn mơn, thèm mơn chứ luôn. Vì sọc sọ bãi thiên nơi sọc Việt Nam, ơi sọc Campuchia. Sọc Campuchia dương ông Việt Tân nè. Tân ơi, bảo thơ, chè nè. Ta đôi nhung chân tư hữu tam mong và tha tư hữu mong vui quay sau bạp ép trai dương hữu bàn mạnh bây giờ thằng ông mình tục ở dương so thì viên chân hữu rút ra mấy trận em đừng đi dương tư rưu thơ ấy thơ tới cái mình hơi mẹn bởi lý nhạc dôi vô hòa chân can vô hòa ní phục sự nhiên vô hòa để cái lưu lót thoải mái hơn nước khăn ngu đây tay kê con tình yêu mau bàn cái vẻ tha chậm khai thiết cho nhưng mình cái đạt ấy tạm tạm rồi thẩm thử xin rồi thơ trách nhiệm ban này thôi hơi thẩm thử hơi bằng cái tu và ôi nhưng cái gì thơ mua này tu vào đây nhưng mà giờ mà bỏ tôi khá đặt tập nơi tầm năm chín chỗ mau bị nhóm vào đây nhưng thử cây quay capi cây quay làm scoot tôi bắt ca trong trăm đoan ọt á nơi nơi nông muôn tina nơi vitamin mai đó ọt chứ mai ở sảnh thì mai vitamin là vitamin bỏ muối sảy muôn tại sảnh thì con sảy ở đây nâng Campuchia Việt Nam ba vitamin ngọt thì nơi từ mai vitamin đó min đó ọt chân nhà cờ tây thì người lớn nâng cho ba mươi bốn nâng này họ ngay dung thì sao nó còn hơi khác cái thơ ba quay bắt ca trong trăm một sầm bay nhóm nhóm cây nư thơ ba quay do em trai họ ngày hay rồi nhưng từ trao hơi mình nặng ngàn thì bài thức ấy có hơi em trai hở bàn chuyên cho cái do tới bỏ bỏ ăn nát quê ọt do rồi tôi quay quê lụa xi bay tới rồi cho do cái do tới quê ọt chơi vậy quê ọt chơi tha cái thoải mái nghe chưa cỡ mở nó nhiều hơn. Hồi nãy giờ con nói gì vậy Duyên? Bà cụ hỏi con có chồng chưa, con nói con còn một người chồng ở bên Campuchia, rồi nói là con là muốn rảnh cho con cũng tại vì con ảnh ở vợ con bị người ta quánh đi mất trí nhớ lúc không, rồi con mấy anh này đem con về đây trước làm giấy tờ rồi sau đó con có giấy tờ đàng hoàng rồi mấy ảnh sẽ cho con đứng tên làm gọi lãnh chồng con về. Thế thì bữa nay con vui không? Bữa nay là anh Bùi Hồ dắt con đi, con gặp những như ông, bà, đồ nè.
đồ ở dưới đồ đó, con thấy con cảm xúc con nó thoải mái hơn lúc con ở nhà không, con cứ nói gì không đó. Con là bây giờ con thấy là con đi gì vậy nó thoải mái hơn khi mà con ngồi ở nhà con mình ên không. Chị thấy đi như thế này chị vui không? Chị cứ hỏi cuộc sống ông bà cụ, hỏi thăm ông bà cụ đi. Em có hỏi rồi. Ông bà cụ nói nếu mà có vốn ông bà cũng mở chập hội lớn hơn chút nữa bán, nếu mà có thể có vốn. Còn hàng ngày ông cụ ông đi làm đi lượm da chai cũng là 20-30 ngàn sống qua ngày. Ông cụ là đi lượm da chai hả cụ? Dạ. Còn cụ bà cụ? Ở nhà giữ thì đó bán cái này bán cái này, tiền này cũng đi hỏi tiền dây bán hỏi mà làm chứ. Còn cáo cũng không có tiền vốn. Còn mạnh bây giờ nó có vợ có chồng hết rồi, có hai chồng á. Ông bà cụ ở đây chiếc bè này là bao nhiêu người, bao nhiêu hộ? Có hai ông bà. Hai ông bà thôi. Ông bà cụ về đây hồi năm nào? Về từ tôi về từ năm 81 lần. Năm 1981. Lâu lắm. Lâu lắm rồi, gần 40 năm rồi. Bốn mấy năm rồi. Thì lý do sao mà ông bà cụ lại quay về lại Việt Nam này? Ngày xưa bà cụ là ở Campuchia, ở tỉnh nào? Ở tỉnh Cà Đan. Dạ, ở gần biển Hồ hả chứ? Không, ở trên Nam Giang 13 cây số. Trên Nam Giang 13 cây số. Hút khỏi phần nơi. Nơi trong thì phần nơi. Hút khỏi phần nơi. Ở khu hay phải Cà Đam nó hút khỏi phần nơi. Nó hút khỏi Cà Đam, hút khỏi phần nơi. Cà Đam nó lưu tiết. Nó bệnh như vậy thôi, hút khỏi phần nơi. Phải cái đám nó chích cái bung luôn. Bây giờ đứng thì chơi anh mùa hồ. Chị cứ nói đi, chị cứ nói được câu nào đó chị nói. Chị cứ hỏi chị ông bằng tiếng đang cao. Tôi lần tư phải cái đám đây. Lột tư. Đang ca cái lụa nó cái lụa 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 này nè. Lụa đập môi. Lụa đập môi vậy. Nó ngay chặt lại nó vừa châm nó châm sờ bột vào đầu. Ok. Lấy nó châm sờ bột cái lụa lấy môi. Lụa đi đập môi. Xoài ta. Đây cái nhóm nơi nơi cái lỗ lịch đập bay. Phải phải nơi. Phải phải nơi. Nhóm club cây nôm tư mình đang cái hộ lụa tư mình ăn tiên tại cây mẹ khăn mẹ tiên đó. Mẹ khăn đôi thà đôi lụa đôi lụa trong lụa tư sọc thai quá tại cây như khăn thai tư hay tư tam lư cây ạp dò cây như cây ạp dò. Ôi tư sọc thay tiết liên ban mau rồi. Là hỏi thăm ông bà được. Là ông bà nói gì hả chị? Ông bà ở phải Cà Đam hút phải nơi là hút cái chỗ mình bị người ta bán qua bển. Dạ. Rồi ông thì bị bán cây số 11. Tôi ở cây số 13. Dạ. Hút cái chỗ của chị bị bán ha. Dạ. Chỗ đó là ngay ổ luôn mà. Ổ gì à, bà? Ổ bán gái á. Bán gái, bắt gái. Bán gái ngay ổ luôn chỗ đó. Đó. Chỗ đó thì... Thôi quá khứ mình bỏ qua một bên đi. Dạ. Ông bà cụ lý do tại sao ông bà cụ lại về lại Việt Nam này? Tại vì chở này thấy mằng ăn nó cũng ngày cũng căng, ngày cũng căng, ngày cũng khó mà. Trên miền nó tôi thì quá cha quá mẹ rồi. Sanh đẻ từ chung bụng mẹ mà chung ra là ở trên chở luôn rồi, học chữ cũng ở chở luôn. Mà sau này rồi nó khó khăn, nó căng mằng ăn không có được. Nó không phải như được như mình chứ này mình muốn mặn đây là vớt mũ nè không phải rồi nó quánh nó giật nó hút nữa là trên Campuchia. Khổ lắm. Khổ lắm bởi cho nên nó là phải đi về dưới này sạch cái nước của nó bởi như bây giờ mình về dưới này ổng đi vớt cho có khi tối hụ quái luôn rồi ở tối hụ cũng ai có ai làm gì ổng đâu mà nhưng Campuchia mở tối vậy là bị đó quánh hả cơ. Dạ nó quánh hả trời ơi quánh nó giật á giật này kia nọ bởi cho nên khó lắm thì ở xứ của nó mà khó ở lắm không ai dễ đâu. Bây giờ hiện giờ con tôi còn ở tỉnh một đứa lứa chài bây giờ đi ra là làm không được nó bắt hút hết con ở cầu Sài Gòn nuôi farm bơi lơ kê ở hộ si khăn thầy nuôi dừa thầy kinh vậy ra nuôi biển hồ nuôi bung rồi nhặt na để xây để chạy để thả lưới để chập vô thằng ông ôi tao hên tuốt vô tranh từ đặt môn đồ ai nó cái giò tao giò chấp trong mi nứ ôi hậu si khăn thầy rồi tha cây khên tuốt tranh từ hậu 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 đặt môn anh chặt thầy rồi cây chấp vô tao tuốt thầy cái đôi bị đỡ bát à khăn này tha cây chấp vô nuôi gì đây dương bông phun ở bia hơi bông bông hơi nè 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 tiền màu chập tiền. Có nghĩa là chị nói với cụ là cũng như ngày xưa chị lượm. Không phải, em mới nói với cụ là ở lúc ấy còn Campuchia em có đi lượm cá ban đêm mỗi đêm đó mà mỗi ngày mà nào mà em không được đi lượm cho chay đó
và mà em nửa khuya em phải đi lượm cá để sáng mới có tiền ăn. Thì em có nghe tin là ở biển hồ người ta không cho đánh bắt cá nữa. Rồi nếu mà ai mà người Việt Nam mình dám đi làm nghề buôn bán cá, mà ai mà dám chạy xuồng đi ra giữa sông để chài cá như thả lưới câu cá gì, công an biết được là bắt phạt tiền rất là lớn. Phạt đâu? Ngày xưa là chị có đi lượm cá bằng đêm đó. Ừ. Cái khổ lắm mà khổ. Cá ở dừa này đúng không? Là ông bà cụ ở Campuchia về Việt Nam bằng đường thủy hay là đường bộ? Đi xe. Đi xe. Xe gì à? Dạ. Đường bộ á. Nhà cửa bỏ cho anh đi về được. Bây giờ ở chợ anh bây giờ khổ ghê lắm, giờ trời nhóm là mà ở kinh giới là xuống một đợt này là hết Việt Nam trên biển hồ. Dạ hết luôn. Bây giờ bị gì chưa mở mà dạ. Phải mở là một đợt này là xuống hết chứ. Làm khó quá trời rồi. Trời mới yêu cầu mà mở kinh giới là đợt này trời coi chỉnh xuống nhiều lắm. Còn sao chỉnh còn. Rồi hằng ngày là ông bà cụ là lượm, bà cụ thì buôn bán tạp hóa, còn ông cụ thì lượm bọc thì ngày cũng được 30-40 ngàn. Dạ, chạy ngoài sông hả, lượm mũ. Ông bà cụ có mấy người con, ông bà cụ? Nghe mày lấy gì vậy? Dạ. Ông bà cụ có mấy người con? Bốn đứa mà nó có vợ có chồng vợ hết có rồi. Vợ có chồng tư riêng hết trơn rồi, mà đứa nào đứa nấy cũng khổ khổ, không có đứa nào mà đỡ. Bà mua ở này là cũng giống gì đâu, bán con cháu đi không à, bán bà có bánh đồ chút đỉnh gì, không có bán gì với nước ngọt gì, như con cháu con chồng ta giữ mướn. Giữ mướn hay? Dạ. Bao nhiêu một ngày? Có 20 ngàn ngày. Bao ăn uống luôn hay sao? Không. Giữ thôi. Con cháu mẹ cha nó đi làm hồ. Ăn mắc quá rồi. Giờ nó để cho bà giữ. Giữ con ngày có 20 ngàn. 20 ngàn không được lít xăng đó. Xăng giờ ba mấy ngàn giờ mình ở nhà buôn bán ở không. Chẳng lên 34 mà 35 ngàn. Cho con cháu nó cũng khổ nữa. Thì nó khổ đi làm hồ. Chị Duyên hỏi sao bà cụ lại sống ở trên này, chị muốn hỏi gì đó chị hỏi cho thoải mái tinh thần. Em hỏi rồi. Em hỏi rồi. Chị muốn hỏi gì đó chị hỏi ông bà cụ thì thoải mái. Hỏi như là hàng ngày ông bà đi đi chợ và ăn uống như thế nào á, sống ở dưới sông á. Màu Việt Nam hồi xưa xây. Trời cá nhóc hết trơn nè. Mà khai thiết nhưng cá câu á. Cá câu á con. Bắt chập hội luôn. Đâu đó? Cá chép hay vậy? Cá chép không à. Min tê. Ôi trời, ông cụ câu hả vậy? Bả nhà có câu đây nè. Bán nhiêu đó là được nhiêu tiền cụ? Bán đi, bây giờ mày mua đem ra sông. Con mua đem ra sông con thả. Cho Duyên này cũng bán cho dân cả đó. Mà bà cụ câu hả? Câu. Bán đó là bán sao còn mấy người thả người ta đó 1 kg 30. Cái này cá được nhiêu bà? Không biết. Cái đó 3 kg không? Không biết nữa. Không biết bao nhiêu luôn. Có để bọc răng mới biết. Cũng để cho ra nhiều. Con cho bà 200 bà được không? Dạ. Cho nhiêu cỡ đi cho dạ. Con cá chết rồi. Nói vậy chứ con gửi cho bà 500 luôn. Dạ. Thôi nhưng mà mai mốt đựng câu cá chết nữa, cái cô thấy là một câu cá không ta câu cá này cái kia nó dính rồi sao giờ. Ủa mà mình thả, nếu mà theo người ta kiếm cá mình mà thả đó là không bao giờ có cá lại ăn nữa. À, người ta biết đó hả? Thả còn là nó không ăn nữa đâu. Làm ướt cái này ông bà cụ kiếm cá này để cho bán cho ta phóng sanh hả? Đúng. Hôm nay giờ mai mốt mình bán cá ăn thôi. Ta để cho quay hết clip này đi rồi về. Về. Rồi giờ mua rã đâu ta? Mua thả ra xong nè. Ra giữa xong đây. Dạ. Ra giữa xong đã nhưng mà cái bị của ông bà cụ thì sao? Không bỏ vô bọc để nước không sao. À bỏ vô thùng đi. Thôi chưa ông cụ ơi, ông cụ ơi. À, ông cụ ngồi đây trước đi. Chừng nào chú đi cái đi qua. Đệ tử nè, tôi xuống đây, đệ tử tôi bóng cái liệu cho tôi không nè. Cho chạy cho tôi nè, đệ tử tôi nè. Rửa con, rửa thùng nhà mê cho, bỏ cá sạch vô. Chị, con á, hôm nay cùng với chị Duyên có dịp đến thăm ông bà cụ. Thì cũng là một cái duyên. Cũng là cô ông cụ với bà cụ là cũng ở Campuchia về. Thì con cũng nói chung là cuộc sống thấy ông bà cụ cũng khó khăn á. Thì con thay mặt cho cô Huệ là Việt Kiều Bỉ gửi cho ông bà cụ 2 triệu ha. Chị gửi, chị nói cô Huệ Việt Kiều Bỉ giùm em. Chị cầm tiền chị gửi đi. Chị cứ nói cô Huệ là Việt Kiều Bỉ á. Ờ,
thay mặt cho ông cụ của cụ. Thay mặt cho cô Huệ Việt Kiều Mỹ. Dạ, con xin thay mặt cho cô Huệ Việt Kiều Mỹ. Dạ. Đó, gửi cho ông bà là hai. Việt Kiều Mỹ hả chị? Việt Kiều Mỹ. Bỉ. Bỉ. Dạ. Ờ, gửi cho 2 triệu. Dạ. Dạ, 2 triệu. Cảm ơn. Cảm ơn bên cộng đồng. Cho vợ chồng tôi, cho cô cũng cảm ơn. Ờ, cô muốn khóc luôn rồi kìa. Còn cái này là con, phần của con dạ, mua ủng hộ ông bà cụ dạ. 500 ngàn dạ. Tiền dạ. Cá chép dạ. Nhưng mà ông bà cụ mai mốt mình câu ăn thôi, mình đừng có bán cho người ta, làm người ta có, người ta mua á, mình mua, mình người ta mua, người ta phóng sinh thì nó người ta có phước nhưng mà dạ. Mình bị tội, dạ mình hơi bị tội dạ. Mình nhốt nó làm gì. Con chỉ có nói, nhưng mà cuộc sống của cụ á thì con chỉ góp ý gì thôi chứ con không biết nói gì hơn. Dạ. Ông bà cụ bán này là hay rồi. Với lại mình lụm chai nhựa với lại câu cá mình ăn là được rồi ha. Con thì nó cũng khổ rồi, vợ nó có vợ, có chồng, có con, có cái, nó cũng lo cho gia đình nó cũng đâu có lo cho mình được. Rửa cái thùng xanh. Rửa rồi. Một miếng nước cho chứ đi về dữ liệu. Tôi cũng cảm ơn là cô Huệ giúp đỡ cho vợ chồng tôi. Tôi cũng mừng. Lấy con cá chết ra đi cưng. Dạ. Lấy con cá chết ra đi. Cô bà nói, cụ nói gì? Tôi xin cảm ơn là trước nữa là bên cộng đồng, sau nữa là tôi cảm ơn cô Huệ có gửi giúp đỡ cho vợ chồng tôi được bao nhiêu đây, tôi làm vốn làm ăn, tôi cũng rất ơn, cảm ơn. Dạ. Bà khóc luôn. Bà cụ khóc luôn. Ở sao khóc hả cụ? Khổ quá chứ được nhiêu đây là mừng dữ lắm. Dạ hả? Dạ. Nhiêu đó là cụ sử dụng được bao lâu? Nhiêu đây thì mình cũng mua đồ thêm rồi, đồ này kia nhỏ để bán. Đem hết cháu, dẹp lên trên luôn. Chị Duyên thấy cầm đồng tiền trao cho cụ á. Chị khóc, cụ khóc thì chị thấy sao? Chị muốn khóc theo hả? Sao chị sao muốn khóc theo? Có tiền á. Bỏ xuống, bỏ nước nhiều vô coi chừng nó chết á cụ ơi. Người ta có con cháu, có mỗi người một một số phận bà con nào mỗi người một số phận ba đồng bùn. Ôi nhiều cá quá vậy. Cá này cá sông không không? Cá sông bên đó. Ôi trời ơi. Ôi văng quạt vậy. Ê ê, rồi hết chưa không? Hết rồi. Không đi. Mấy chú mấy cô à. Rồi, thưa cụ, thưa ông cụ bà cụ con về. Rồi chúc ông bà cụ sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Chúc bà ông với bà mạnh khỏe nha.